Rồi, hôm nay mình xin chào tất cả cô chú và anh chị em thân yêu nha. Thì đây là gánh nhà của mình nha anh chị em. Mình chuẩn bị soạn cỡ 30 con mình đi giao hàng cho khách hàng nha anh chị em. Thì gánh này rất là đẹp luôn nè. Gánh này tầm khoảng 1 lạng đến 2 lạng rưỡi nha anh em. Anh em nào có muốn nhu cầu mua nuôi thì hãy liên hệ với mình. Gánh này thì quá trời đẹp luôn. Tranh thủ mùa nước nổi này nè, anh em nào cũng đặt bên mình 50 con, 100 con, 200 con cũng có nữa. Cá nước nổi này cá nhiều, cá da trơn và cá có dãy đồ luôn đó anh em. Rồi, với thêm 30 con gắn này bự hơn gắn nãy nha anh em. Thì gắn này từ 2 lạng rưỡi đến 4 lạng. Mai cũng giao có khoảng 50 con anh em ơi. Đây mình lựa ra nè, mình lựa ra mình để sáng mình đóng thùng mình đi giao sớm. Quá trời đẹp luôn. Cô chú và anh chị em nào có muốn nhu cầu mua nuôi thì hãy liên hệ với mình. Bên mình thì còn rất là nhiều gắn luôn nha. Bỏ ra. Gắn quá trời khỏe luôn anh em. Vì mà nó bỏ ra luôn. Rồi, vậy hôm nay video của mình cũng chia sẻ ngắn gọn à. Mong cô chú và anh chị em xem thông cảm và ủng hộ cho mình nha. Rồi, mình xin kết thúc video. Chúc anh em xem video thật là vui và hẹn anh em xem video kế tiếp.